Mến chào quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Hôm nay mình đến xã Trung Hưng của huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ để giới thiệu đến quý vị các bạn một số cây kiểng tại đây cho mình có nhu cầu giao lưu. Tại nhà của Linh Bonsai. Rồi, chào cô chú bác anh chị. Hôm nay gặp lại được cô chú bác anh chị, được em được giao lưu gồm nguyệt quế và me chua ăn trái. Mọi đóng góp ý kiến của chú anh chị em sẽ ngày càng hoàn thiện tốt hơn. Rồi, mình giao lưu cô bác chú anh chị. Hôm nay em giao lưu số cây nguyệt quế ha. Rồi đây. Ê. Đây, em đo quặng đây đi. Cái này đang ghép gì á? Cây này ghép nguyệt quế Thái, hoành 24, 23 thôi. Rồi, ghép sống rồi phải không? Sống rồi. Chín rồi phải không? Chín rồi. Nguyệt quế này khoảng 4 năm tuổi và thường 7 8 tháng rồi cô chú bác anh chị về trồng rất ok. Cây này dáng bonsai ngay đặc số biệt. 36. Cây số 36, có giá là 900.000. 900.000. Cây dáng thế bonsai. Bông gì? Cây này bông chùm. Bông chùm mà thái là nó bông nó đẹp. Thái là bông đẹp. Thơm hơn hay gì? Thơm. Rồi. Cây số 17. Cây số 17. Tổng thân là 24. Rồi. Đây. Cao 25. Cao 25. 400k. Giá 400k. Rồi. Đúng. Cây số 22. Cây số 22. Tổng thân là 36. Rồi, 36. Cao 50. Có giá là 900.000. 900.000. Rồi, bao ship sao em? Em bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc. Rồi, đọc số điện thoại đi. Số điện thoại của em là 036 5564 555. Rồi, số điện thoại mình có để cho màn hình luôn nha quý vị. Cây số 34. Hoành 27. Đây, 27. Cao 70. Cao 70, tương đối ha. Tương đối, cao 70. Rồi giá. Có giá là 700.000. 700.000. Nguyệt quế lá nhỏ bông chùm. Bông chùm. Đây. Tiếp tục cô bác chú anh chị, cây số 31. 31. Đây. Thân lớn là 17. Rồi, tổng thân. Tổng thân khoảng 32. Rồi quay. Cao 50. Cây số 31 có giá là 800.000. 800.000. Em bao ship toàn quốc. Rồi. Giá này là bao gồm phí luôn nha cô chú bác anh chị. Phí gì? Tại vì em bao phí. Thì bao ship là dạ, là có bao là phí rồi. Dạ, em bao phí. Rồi. Đây. Tổng thân là 36. Rồi, 36. Cao 40. Cao 40. Cây 35 có giá là 800k. Rồi, cây này nguyệt quế. Rồi, trời. Đây, cây gián thú nè. Cây gián thú, cây số 27 nha. Đây, mini. Tổng thân là 19. Rồi nó già cây chưa? Cây này già 4 năm mấy. Ủa cây này khoảng 7 8 năm chứ? 7 8 năm rồi hả? Dạ, 7 8 năm mà cũng mà lớn. Cây số 27 có giá là 800k. Này nó trồng như nó mà nó khắc nghiệt quá. Dạ, luôn là dạ. Rồi. Cây số 30. 30. Đây, cái này làm chưa có môi xuống đế nha. Còn dưới nữa. Còn dưới, thân chính của nó là 20. Rồi. Tổng thân của nó là khoảng 32 đến 35. Rồi. Cây số 30 có giá là 800k, em bao ship toàn quốc. Rồi, ok. Cây số 33. Cây số 33. 36. Thân 36 hoành. Rồi. Cao 35. Cao 35. Cây 33 có giá là 700.000. 700.000. Em bao ship toàn quốc. Rồi. Cái này nặng lắm nha cô chú anh chị. Cái bầu quá bự. Bầu lớn lắm, bởi vì cây sống khỏe.
cây số 25 có giá là 800k, hoành thăng 26 eo quay cao 90. Cây số 25 có giá là 800 ngàn. Rồi. Nguyệt quế mong dùm lá nhỏ. Rồi. Cây số 32 cao khoảng nhiêu? Cây này cao khoảng nhiêu? Cây này cao khoảng 90. Hoành thăng 19. Đó, cây 32 có giá là 600 ngàn. Em bao ship toàn quốc. Rồi. Cây số 28 cao 50. Tổng thăng là 30. Rồi. Cây 28 có giá là 800 ngàn. Bao ship toàn quốc. Rồi. Cây số 29 cao 40. Tổng thăng 33. Rồi. Cây số 29 có giá là 800 ngàn. Em bao ship cho cô chú bác anh chị. Rồi. Quỳ quế này cây rất dài nha, bứng về thường 7-8 tháng rồi. Cây số 26 cao 50, thăng 24. Đây 24 đó đây. Rồi. Quay. Cây số 26 có giá là 700 ngàn. 700 ngàn. Đổi. Cây số 28 cao tương đối 50, tổng thăng 27. Rồi quay. Rồi báo chiều cao trước đi. Chiều cao 60. Rồi. Cây số 28 có giá là 700 ngàn. Rồi. Đây báo cây trước. Gió lùa tàng đa, một thăng cốt cây gió lùa tàng đa. Cây này rất đẹp, rất già. Cây số 23 rồi cao khoảng nhiêu? Cao 50. Cây này lùa rất đẹp nha, dáng thế bonsai. Rồi, cây số 23. Đây. Tổng thăng của nó là 55. 55. 55 quan. Cây số 23 có giá là 1 triệu tư. Em bao ship toàn quốc cho cô chú bác anh chị Nguyệt Quế bông chùm. Rồi. Đây cây rất già. Rồi, tiếp tục. Cây số 20 cao 40, hoành thăng 21. Rồi. Cây có giá là 700 ngàn. Em bao ship toàn quốc cho cô chú bác anh chị. Rồi. Cây số 18 cao 30, tổng thăng 33. Rồi quay. Cây số 18 có giá là 600 ngàn. 600 ngàn. Em bao ship toàn quốc cho cô chú và anh chị Nguyệt Quế. Ừ. Đã sống khỏe nha. Cây bứng 7-8 tháng rồi. Bứng lên bầu 7-8 tháng rồi. 7-8 tháng rồi, cây thuần bầu rồi. Rồi. Nên về cô chú và anh chị cứ yên tâm. Cao 30. 30. Hoành thăng 29. Cho cây số 37 có giá là 700 ngàn. Nguyệt Quế. Cây số 21 cao 30, tổng thăng 25, có giá là 500 ngàn cho cây số 21. Bao cây số 36 em bao ship toàn quá cho cô chú anh chị. Cây số 36 cao 70, tổng thăng là 29. Rồi. Cây số 36 có giá là 800k, em bao ship toàn quốc cho cô chú và anh chị. Cây số 38 cao 80, hoành thăng 25. Cây trực tàng thiên nhiên. Cây 38 có giá là 700 ngàn. Cây số 16 cao 40, hoành thăng 24. Cây số 16 có giá là 600 ngàn.
quế, cây số 15, cao 70. Đây, Quỳnh Thăng đây. Thăng 36. Rồi, quay. Cây số 15, Nguyệt Quế. Có giá là 800k, em bao ship toàn quốc cho cô chú bác anh chị. Ôi, cuối cùng. Xong. Rồi, xong. Nguyệt Quế, cây số 39. Rồi. Cây rất đẹp nha, cô chú bác anh chị. 32 của anh. Rồi, tới cây gì đó. Cao 70. Có giá cây số 39 có giá là 900k. Lên, rồi. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục. Chú bác chị là me. Me. Me chua 400 tuổi. Nó trùng số à. Me đi, tới me đi. Đây, phục vụ của chú bác anh chị, me chua. Me chua. 4-5 tuổi me gồm đã có trái nha, cô chú bác anh chị. Rồi. Cây me số 17. Cao 60. Bành thang 19. Bành thang 19. 19 rưỡi tới 19 thôi. Rồi, quay đi từ từ, quay vòng này, quay vòng đi. Cây số 17. Rồi, cây này nhiêu? Có giá là 1 triệu 2, em bao ship. 1 triệu 2, cây me chua. Quá. Cây me chua. Me chua bonsai. Bonsai. Rồi. Lấy giật ra. Rất là đẹp. Giật ra, giật vô. Cây số 32. Cây số 32. Rồi, đâu có quặng cái này. Cao 70. Đây, quành 20. Chưa nha. Rồi, quay. Cây số 32. Có giá là 1 triệu 3. Quay, em bao ship toàn quốc cho cô chú ba anh chị. Cái rễ này sao? Rễ có gì đó? Rễ có cũ. Rồi. Có làm gì đó, kéo rễ gì đó. À, rễ đã quắn rồi nghe cô chú ba anh chị. Quắn, quắn đế. Quắn đế. Chị nhôm vẫn còn. Rồi. Cao 50. Quành thăng là 20 thôi. Quay. Cây số 16. Quán đế từ nhỏ. Quán đế từ nhỏ. Có giá là 1 triệu. 1 triệu. Đế làm 2 lần nha cô chú bác anh chị. Cây số 25. Quành thăng 20. Đây. Cao 50. Cũ khoảng 45. Cây có cũ nghe cô chú bác anh chị. Rồi. 1,5 triệu. Cây này có giá là cây 25 có giá là 1,5 triệu. Cây số 31. Cái rễ nhỏ đó là cái gì? Cây này là rễ cám. Cây này rất khỏe nha cô chú bác anh chị. Em bao sống cho cô chú bác anh chị luôn. Khi mà cây có vấn đề gì cứ chụp hình gửi về cho em. Số điện thoại của em là 0365564555. Cứ gửi về Zalo và số Facebook. Rồi. Cây sống rất yên tâm. Cây này cao 50. Với me rất là mạnh. Me rất mạnh. Hoành 21. 21. Cây 31 có giá là 1 triệu 3. Rồi. Cây cao 40. Hoành thăng 24. 24 đòi eo nha. Còn cũ là khoảng 35. Cây 34 có giá là 1 triệu 6. Em bao ship toàn quốc cho cô chú bác anh chị. Me chua. Me chua. Rồi. Me rất già, me đã có trái nha. Rồi. Về là khoảng bao lâu có trái Linh? Cây này khoảng chi già khoảng 1,5 năm. 1,5 năm nữa là có trái. Là 1,5 năm có trái. Cây số 30. Cao 70. Hoành thăng 21. Đây. Rồi. Cây cũ khoảng 45. Cao 70. Cây số 30 có giá là 1 triệu 2. Em bao ship toàn quốc cho cô chú bác chị. Cây số 12. Cao 60. Cũ khoảng 40. Hoành thăng là 17. Cũ lớn mà thăng nhỏ nha. Hoành thăng 17. Đó, cây số 12 có giá là 1 triệu 2. Em bao ship toàn quốc cho cô chú bác anh chị. Cây cao 60. Rồi. Cây số 6. Cao 70. Hoành thăng 20. Cũ khoảng 35, cây số 6 có giá là 900k, em bao ship toàn quốc cho cô chú bác anh chị. Me già, cây chua 4 năm tuổi. Rồi, tiếp tục. Cây số 27, cao 65, hoành thăng 28, 28 rưỡi tính 28 thôi. Rồi. Cây cũ khoảng 55,
cây số 27 có giá là 1.700.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú bác anh chị. Rồi, đợi. Xuống. Cây số 24 cao 70. Cũ 45. Hoành thăng 19. Cũ 45 luôn hả? Cũ 45. Rồi quay. Cây số 24 có giá là 1.300.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú bác anh chị. Rồi. Cây cao khoảng 70. Rồi. Đây, cây này dáng rất độc nha. Cây số 21 cao là khoảng 40. Hoành thăng là 25. Rồi. Cũ khoảng 45. Cây số 21 có giá là 400.000. Gì? 1.400.000, em bao ship toàn quốc. 1.400.000. Nói hồi lộn luôn. Rồi. Cây số 9 cao 40, cũ khoảng 45, cũ tương đương là 45 không nghe cô chú ba anh chị. 20, hoành 20. Cây số 9 có giá là 1.000.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú ba anh chị. Rồi. Cây số 10 cao 40, hoành thăng là 17. Rồi. 17 rưỡi tới 17 thôi. Cũ khoảng 45. Cây này cũ rất lớn. Đây. Rồi, cây số 10 có giá là 1.000.000. Triệu à ha? Triệu à. Rồi. Cây số 26 cao 50. Cũ khoảng 45. Hoành thăng 21. Cao 50, cây số 26 có giá là 1.200.000. 1.200.000. Cũ khoảng 45. Em bao ship toàn quốc cho cô chú bác chị me chua. Cây số 33 cao 40, hoành thăng 25, 24 thôi. Rồi. Hoành thăng 24, cũ khoảng 45. Cây số 33 có giá là 1.400.000. Rồi, chung thích dáng nào lấy dáng đó. Rồi, 800 thôi. Cây số 14 hoành thăng 17, cao 40, cũ khoảng 45. Cây này cũ rất lớn mà thân thì nhỏ. Cây số 14 có giá là 800.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú và anh chị. Cây số 4 cao 70, cũ khoảng 50, hoành thăng 21. Cây số 4 có giá là 900.000. Cây này dáng rất đẹp. Rồi, nào đụng em cây số 1 là kinh nha. Bao ship toàn quốc cho cô chú và anh chị. Cây số 29 cao 70, hoành thăng 18, cũ khoảng 35 thôi. Cây này nhỏ, cũng hơi nhỏ. Cây số 29 có giá là 1.000.000, dáng văng văng rất đẹp, văng văng nha. Cây số 20 cao 40, cũ khoảng 50, hoành thăng 24, hoành thăng 25, cũ khoảng 50. Cây này cũ rất lớn, giống một kỳ đà. Cây 20 có giá là 1.400.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú bác chị. Rồi. Cây số 11 cao 70, cũ khoảng 45, hoành thăng 22. Có giá là cây số 11 có giá là 1.200.000, me chua 4 năm tuổi nghe cô chú bác chị. Em bao ship toàn quốc cho cô chú bác chị luôn. Cây số 13 có giá là 1.200.000, cao 70, hoành thăng là 22, cũ khoảng 45. Cây rất già nha, dáng rất duyên luôn, co gắt. Đây, cũ đây. Cây số 13 có giá 1.200.000. Cây số 22 cao 50, hoành thăng là 20, cũ khoảng 45. Cây số 22 có giá là 1.300.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Cây số 23 cao 70, cũ 40, hoành thăng 18. Cây số 23 có giá là 1.300.000. Cây số 5 cao 70, cũ 40, hoành thăng 19. Cây số 5 có giá là 900.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú ba anh chị. Cây số 15 cao 60, cũ 40,
Hoành Thăng 16, cây số 15 có giá là 800 ngàn. Em bao ship toàn quốc cho cô chú bác chị. Me chua 4 năm tuổi, me còn đã có trái nha. Cây số 28, cao 60, củ 35, Hoành Thăng 17. Cây số 28 có giá là 800k. Rồi, tiếp tục. Cây số mấy? Cây số 8, cao 70, Hoành Thăng 19, củ khoảng 35. Cây này dáng rất duyên nha, hai thăng luôn nha. Cây số 8 có giá là 1 triệu nha cô chú ba anh chị. Em bao ship cho cô chú ba anh chị luôn. Rồi, cuối cùng chưa? Rồi, cây số 35. 35. Có giá là 1 triệu 4. Hoành Thăng 19, cao 60, củ khoảng 45. Còn 5 cây nữa phải không? Còn 5 cây nữa. Rồi, quay. Giá. Giá của nó là 1 triệu 4, em bao ship toàn quốc cho cô chú ba anh chị. Rồi. Cây số 19 có giá là 900k. Số 1 là chính đó. Hoành Thăng là 19, 19 rưỡi tính 19 thôi. Rồi. Cao 50, củ khoảng 40. Cây số 19 có giá là 900k. Rồi, số 1 là kinh nha. Cây số 3. Cao 40. Hoành Thăng 17, 17 rưỡi tính 17 thôi. Củ khoảng 35. Cây số 3 có giá là 700k, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Cây số 7, cao 40, củ 45. Hoành Thăng là 21. Rồi. Cây số 7 có giá là 800k, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Me chua 4 năm tuổi, me gần đã có trái. Cây sống rất khỏe nè cô chú anh chị. Cây số 2, cao 70, củ khoảng 45, Hoành Thăng 17. Cây số 2 có giá là 800k, hay bao ship toàn quốc cho cô chú bác anh chị. Kinh. Rồi. Rồi cuối cùng nha cô chú bác anh chị. Cây me số 1 có giá là 800k, cao khoảng 40, Hoành Thăng 17, nam tính 17 thôi. Củ khoảng 40. Đây. Cây số 1 có giá là 800k. Rồi, chúng ta chào. Rồi, chào cô chú bác anh chị. Hẹn cô chú bác anh chị vì clip sau gồm Linh Sam và me chua loại lớn. Rồi. Chào. Rồi, mến chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại vào clip sau.